nhân cách Việt Nam đang bị phá hủy tới tận cùng. Thì giải phóng, hai chữ giải phóng đó, nó hoàn toàn là một sự mang trá. Trước tiên kính chào tất cả các quý khán thính giả. Sau nữa cho phép tôi trả lời rằng, thứ nhất là tôi cảm nhận cái từ biến cố đó, nó chưa có tương xứng với cái hậu quả mà ngày 30 tháng 4 1975 mang lại cho dân tộc Việt Nam. Tôi cũng không gọi nó là đại thảm họa, bởi vì đại thảm họa nó chỉ nghiêng về cái góc độ là phá hủy vật chất mà thôi. Thì theo tôi nghĩ là có lẽ từ siêu thảm họa thì nó phù hợp hơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết, so với tất cả các loài động vật thì con người là một thực thể phản ánh hai phạm trù triết học đầy đủ nhất, đó là vật chất và ý thức. Thì cái siêu thảm họa của 30 tháng 4 phá hủy về vật chất có lẽ là không cần phải chứng minh thêm nữa. Mà tôi muốn nói, nhấn mạnh về cái ý thức, tức là phạm trù triết học. Nó được thể hiện qua cái nhân cách. Tôi cho rằng có thể những cái động đất, sóng thần, núi lửa, vân vân, sức phá hủy nó khủng khiếp. Tuy nhiên, sự phá hủy về nhân cách là một điều mà tôi cho rằng không có bất cứ một cái phương tiện nào có thể thống kê và quyết toán nổi cả. Theo tôi nghĩ, cái nhân cách của người Việt Nam đang phân hủy đến tận cùng. Nếu mà dẫn chứng nhiều thì không đủ thời gian. Nhưng chúng ta thấy rất nhiều cái ví dụ như tôi đọc trên mạng về cái việc mà cảnh sát Nhật Bản vừa qua vào đầu tháng 4 2018 đã có một cái thống kê về tội phạm nước ngoài tại Nhật Bản, và Việt Nam đã đẩy Trung Quốc xuống hàng thứ hai. Việt Nam chiếm vị trí đầu bảng. Và nhiều cái sự việc khác về giáo dục, như là thầy đâm cô chết vì tình yêu, cô bắt học trò uống nước dẻ lâu bản, cô phải quỳ gối, vân vân. Và rất nhiều ví dụ như là những cái việc mà tự đạo văn của đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, và hàng loạt các vị mang danh là giáo sư đã bị loại ra khỏi vừa rồi. Và có thể nói rất nhiều cái ví dụ đó. Thì cái đó là cái điều mà tôi thấy rằng nhân cách Việt Nam đang bị phá hủy tới tận cùng, xuất phát từ khởi đầu của ngày 30 tháng 4 1975. Tuy nhiên, có một cái câu, có một cái ý mà tôi thấy rất nhiều các tác giả và nhiều nhà báo cũng như là độc giả đều phàn nàn là dân trí Việt Nam thấp. Đúng. Nhưng sự chỉ trích đó chưa đủ, vì nó chưa chỉ ra nguồn cội, nó chưa chỉ ra cái cội rễ của vấn đề. Mà tôi cho rằng sự phá hủy về nhân cách của người Việt Nam là nghiêm trọng nhất trong tất cả các sự phá hủy do ngày 30 tháng 4 1975 mang lại. Người ta cũng hay đưa ra những cái ví dụ như là Nhật Bản, tại sao một dân tộc nghèo nàn như vậy, hay là Hàn Quốc chẳng hạn, thế thì tại sao bây giờ họ trở nên giàu có hùng cường? Thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề. Sau cái Thế chiến thứ hai, mặc dù Nhật Bản nó trở thành một cái nơi rất là hoang tàn, đổ nát hết, nhưng người Mỹ không phá hủy nhân cách của người Nhật Bản. Hoặc giả như là tổng thống, cố tổng thống Park Chung-hee của Hàn Quốc,
ông là một nhà độc tài, nhưng ông không có chủ trương phá hủy nhân cách của người Hàn Quốc. Và đó là một cái điểm mà tôi cho rằng là một cái điểm nhấn rất quan trọng mà người Việt Nam chúng ta 43 năm qua đã phân hủy cái nhân cách làm người. Vì chúng ta biết nhân cách là một hệ thống các phẩm giá của cá nhân, nhưng đồng thời nó cũng phản ánh dân tộc tính ở đó. Vì vậy, khi mà bạn đặt cho tôi câu hỏi hai chữ giải phóng là gì, thì liệu rằng cái nhân cách Việt Nam đã bị phá hủy như vậy thì giải phóng nó còn có ý nghĩa gì nữa đây? Và cái quá trình phân hủy của cái nhân cách người Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra. Và đúng theo quy luật, khi anh phá hủy nhân cách của người dân, đồng thời anh cũng đang tự bóp nát luôn nhân cách của anh. Có nghĩa ở đây là các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Đó là đúng theo khoa học thôi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái nhân cách của người Việt Nam vừa bị Đảng Cộng sản Việt Nam phá hủy, và những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cũng đang tự phá hủy nhân cách của họ. Không nói đâu xa, chúng ta thử nhìn lại những cái vụ án mới vừa xử xong và đang tiếp tục xử nữa, như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, rồi Nguyễn Xuân Sơn, vân vân, thì chúng ta thấy được cái nhân cách của họ như thế nào. Có lẽ là điều đó rõ ràng nhất. Nói tóm lại, nhân cách Việt Nam đang bị phá hủy tới tận cùng. Thì giải phóng, hai chữ giải phóng đó, nó hoàn toàn là một sự mang trá. Về cái hình thức tuyên truyền á, thì ở đây tôi xin phép được diễn giải hơi dài một chút. Tại vì 43 năm thì cái thế hệ của chúng tôi khoảng 30 năm về trước ấy, nó khác xa với thế hệ hiện nay, thế hệ trẻ hiện nay. Thì các bạn cũng thấy là vì hai cái điểm quan trọng nhất, đó là kinh tế và hội nhập. Kinh tế ngày xưa còn bị Hoa Kỳ cấm vận, Việt Nam hoàn toàn đóng cửa với lại bên ngoài, nên cái hình thức tuyên truyền của họ nó hạn hẹp hơn, chủ yếu là ca ngợi Tô Hồng, và họ sử dụng những cái công cụ, ba cái công cụ chủ yếu, đó là âm nhạc, sân khấu và điện ảnh vào cái thời bấy giờ. Hiện nay vì nhờ có Internet nên là cái loại hình sân khấu nó trở nên đó là lép vế hẳn, mà bây giờ chỉ còn âm nhạc và điện ảnh mà thôi. Tuy nhiên, lớp trẻ bây giờ không thể lường gạt được họ nữa, không thể lường gạt họ như thế hệ của chúng tôi. Bởi vì nhờ có Internet, và chúng ta phải cảm ơn Internet. Thì cái ngày mà tôi ở tù đó, thì tôi có xem TV, thì những cái hình ảnh tuyên truyền của họ chủ yếu là họ muốn níu kéo lại những cái giá trị cũ, mà cái thời trước, thời chúng tôi là thanh niên thì chúng tôi thường bị nhồi sọ là như vậy. Ví dụ như chương trình Giai điệu tự hào nè, Chúng tôi là chiến sĩ nè, đó là những cái game show đó, thì nó không còn thu hút nữa và nó đã bị phá sản. Cái hình thức tuyên truyền thứ hai của người Cộng sản đó, chính là khoảng 10 năm đổ lại đây, thì cái phong trào mà học tập và làm gương và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì tất cả mọi người đều biết rồi, nó hoàn toàn thất bại. Và họ nâng lên một tầm nữa là làm theo tư tưởng, làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhưng sự thật là câu trả lời với cái hiện trạng xã hội ngày hôm nay, thì tôi cho rằng các hình thức tuyên truyền hiện nay hoàn toàn phá sản. Tuy nhiên,
Có một cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ, đó là cái điều mà tôi cảm thấy rất là vui mừng. Đó là lớp trẻ hiện nay không còn dễ bị lừa mị và họ có quyền tự do tìm kiếm thông tin. Bằng chứng là những cái chương trình game show, những cái chương trình nhạc, ví dụ như là cái chương trình nhạc về Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long, tôi thấy rất vui mừng bởi vì đó là một tín hiệu hồi sinh của nhạc vàng và của chính thể Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Những cái giá trị âm nhạc chúng ta không thể chối cãi được. Tuy nhiên phải nói rằng khi mà bạn đặt cho tôi câu hỏi là về các hình thức tuyên truyền ấy, thì nó vẫn có một sự liên đới bởi vì nhân cách người Việt Nam bị phá hủy rồi. Vì vậy những cái tuyên truyền đó hiện nay phải nói công bằng nó vẫn còn ngự trị trong một số người không ít, đặc biệt là cái lứa tuổi khoảng 40 đổ lên. Nhưng với trẻ đó thì tôi thấy là bây giờ ngày 30 tháng 4 đối với họ chẳng qua là một cái kỳ nghỉ dài, chứ họ không quan tâm ở cái góc độ chính trị nữa. Một cái chiều hướng mà tôi cho rằng rất xấu, phải nói là vô cùng xấu, kể cả trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế cho tới chính trị, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, và tất cả những cái xuống dốc đó nó cũng xuất phát từ cái vấn đề đầu tiên mà tôi vừa nói xong, đó là nhân cách Việt Nam đã bị phá hủy. Chính vì cái nhân cách Việt Nam bị phá hủy nên tất cả mọi thứ nó phải đi xuống. Nói hình tượng một chút á, thì tôi dùng cái hình ảnh là có lẽ là dân tộc Việt Nam đang cắm đầu lao xuống miệng vực nô lệ. Tôi nghĩ cái trước tiên chúng ta phải nói với nhau là Đảng Cộng sản không có mất đi đâu cả. Cũng như tất cả các nước dân chủ trên thế giới, Đảng Cộng sản vẫn hoạt động một cách rất bình thường. Thành ra là tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản không nên quá lo lắng về cái chuyện là mất đảng thì mất tất cả. Không, bằng chứng là cả Hoa Kỳ, cả Pháp, cả Nhật Bản vân vân, Đảng Cộng sản vẫn hoạt động rất bình thường. Như vậy thì theo đó đó, tôi nghĩ rằng á, hãy mở rộng xã hội dân sự. Đừng nhìn xã hội dân sự như là một thế lực thù địch. Điều đó nó chỉ gây ra một cái uất khí và oán khí cho người Việt Nam mà thôi. Không giải quyết được gì. Thì cũng giống như ông Nguyễn Phú Trọng, ông đã từng tuyên bố là kỷ luật vài người để cứu muôn người mà. Nhưng mà bây giờ cứu như thế nào? Khi mà nhân cách của người Việt Nam đã bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Và tôi nghĩ rằng chính cái tôi e ngại rằng cái mà tham quyền cố vị cộng với bè phái, nạn con ông cháu cha, tham nhũng, nó chính tất cả những điều đó gộp lại cộng với tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng. Tôi lo ngại một sự tao loạn tại Việt Nam. Đó có thể nói là mối lo ngại lớn nhất của tôi.